Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Màu vàng chanh này thì không biết là quý anh chị và các bạn nào đã nhìn qua chưa. Còn cái nằm trên chiếc xe này thì là một chiếc xe cái thương hiệu chúng ta quá là quen thuộc rồi. Đây là một chiếc Toyota Yaris phiên bản 1.5G sản xuất 2019, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Biển số gốc thành phố lăn bánh hơn 4 vạn km và giá hiện đang được chào bán tại Car Center cực kỳ hợp lý, 475 triệu đồng. Một mẫu hatchback nhỏ gọn, xinh xắn nhưng mà không có hề chật chội nhé, cực kỳ rộng rãi và thoải mái, lại còn siêu bền, siêu lành, siêu tiết kiệm, rất phù hợp cho những chị em đi lại phố xá, cho những vợ của chủ tịch. Đấy, không biết là vợ của chủ tịch nào thích đây thì qua Car Center số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội xem xe ngay nhé. Sơn zin còn gần như là cả xe, xe rất là mới, la răng lốp này còn mới tinh. Và cái màu sơn này cũng là một trong những cái màu sơn nó vô cùng đặc biệt. Đây là thông số nhiên liệu này, rất là tiết kiệm, chỉ khoảng 5,7 lít được kết hợp thôi, 5 đến 6 lít theo thông số của nhà sản xuất. Một chiếc xe khá là tiết kiệm trong cái điều kiện lý tưởng. Phần đuôi xe, phần kính xe, những cái viền đen, nhựa đen được phối kết hợp làm nổi bật lên cái mẫu xe này nó rất là nhiều. Phần cốp thì chúng ta chỉ cần dùng tay chúng ta đẩy nhẹ lên là được, đóng lại cũng rất là dễ dàng thôi. Vì là một mẫu xe hatchback nên là chúng ta sẽ có một cái phần cốp này khá là rộng trong phân khúc của anh chị và các bạn nhé. Đó, trong phân khúc hatchback của chiếc xe này thì phần cốp khá là rộng, đựng được nhiều đồ. Và đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc nên là những cái chi tiết lắp ráp mọi thứ từ phần thân vỏ xe đến những cái chi tiết ốc mà thấy được chỉ tỉ mẩn, rất là chất lượng quý anh chị và mọi người nhé. Về phần tiện nghi option thì nội thất của chiếc xe này mang màu nội thất kem. Cái màu nội thất này thì cũng khá là tăng cái độ sang của xe. Hàng ghế thứ hai là chúng ta có thể nhìn thấy những cái phần ghế chúng ta có đục lỗ thông hơi này. Hàng ghế thứ hai, cái phần da này, mọi thứ chất liệu nó vẫn còn rất là đẹp và mới. Vì hàng ghế thứ hai thật sự là chủ xe cũng không sử dụng đến mấy, chủ yếu là đi một mình thôi. Rất là rộng rãi, thoải mái, đến khoảng độ từ 1m7 đến 1m8 là vẫn có thể ngồi thoải mái nhé, quý anh chị và các bạn. Về chất lượng xe thì Car Center cam kết luôn rồi, bằng văn bản hợp đồng xe là không có tai nạn này, đâm đụng làm ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm xe, xe không ngập nước, thủy tích, máy móc động cơ hộp số là nguyên bản, quý anh chị và các bạn nhé. Cần số, màn hình cảm ứng, màn hình trung tâm, vô lăng. Đấy, những chi tiết vẫn còn theo xe, cái độ hao mòn nó chưa có xuất hiện nhiều trên chiếc xe này. Phải nói là chủ cũ của xe cũng sử dụng rất là giữ gìn thì chiếc xe này bây giờ mới được như vậy. Chứ không phải là Car Center mông má hay gì đâu, những cái chất lượng xe mà nó mông má lên thì nó sẽ khác với những cái chất lượng xe mà nó mới thực sự, với anh chị và các bạn nhé. Và hãy cùng xem qua một chút về khoang động cơ của chiếc Toyota Yaris. Thì Car Center đã cam kết bằng văn bản hợp đồng hết rồi, còn quý anh chị và các bạn có check test ở đâu thì tùy. Car Center cũng luôn khuyến khích là quý anh chị và các bạn khi mua xe là nên check test ở một nơi đơn vị thứ ba, có thể là hãng này, Toyota trên toàn quốc, để một lần nữa khẳng định là những cái điều mà Car Center cam kết nó là đúng, là chuẩn mực. Máy móc động cơ hộp số nguyên bản nhá, không có đâm đụng, không có tai nạn, máy còn zin nhá, ốc chưa ra. Đấy, Car Center cam kết những cái đó và quý anh chị và các bạn có thể mang xe đi kiểm tra lại trước khi Car Center và quý anh chị và các bạn giao dịch mua bán chiếc xe này. Và vừa rồi thì chúng ta đã xem qua một mẫu Yaris hatchback sản xuất 2019, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, lăn bánh hơn 4 vạn,
biển số gốc thành phố, giá là 475 triệu đồng, có gia lộc thêm một chút cho quý anh chị và các bạn đến xem xe trực tiếp tại showroom. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.